mời nhân vật đặc biệt nhất của chương trình, người đã làm nên thành công của tất cả các mùa Fashion Week tại Việt Nam, đó chính là Madame Trang Lê. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được phép mời Madame Trang Lê sẽ tuyên bố bế mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Aquafina Việt Nam International Fashion Week mùa thu đông tại thủ đô Hà Nội. Vâng, kính thưa quý vị, trái tim tôi lại đang đập rất mạnh. Tôi đang muốn khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc. Giờ phút này tôi không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói lời cảm ơn, bởi vì chúng ta đã có một Aquafina Việt Nam International Fashion Week thu đông 2022 tại thủ đô Hà Nội thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu. 3 năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng đối với những người làm thời trang thì đó là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng sự chờ đợi nào cũng có giá của nó. Và trong suốt 3 năm qua, tất cả những nhà thiết kế của thủ đô Hà Nội đã có một sự chuẩn bị vô cùng tuyệt vời. Đến ngày hôm nay, chúng ta đã chứng kiến những bộ sưu tập phải nói là hơn cả sự mong đợi. Trong suốt 14 mùa qua, bản thân tôi là người lên ý tưởng sân khấu cho mỗi mùa tổ chức Fashion Week. Và lần này khi quay về thủ đô Hà Nội, tôi đã mang đến ý tưởng Taste of Heritage, cảm hứng di sản. Chỉ từ một ý tưởng đó, nhưng ngày hôm nay điều làm tôi hạnh phúc đó là chúng tôi đã thổi hồn, đã truyền tải tinh thần cho rất nhiều nhà thiết kế và họ đã biến tháp rùa của chúng ta trở thành nguồn cảm hứng bất tận để đưa vào những bộ sưu tập. Và thực sự là mỗi một đêm ngồi ở đây nhìn những bộ sưu tập của các nhà thiết kế, tôi tự hào vô cùng, đặc biệt là những nhà thiết kế Việt Nam. Một người anh cả đứng cạnh tôi đây, nhà thiết kế Đức Hùng. Và ngày hôm nay, nhà thiết kế Vũ Việt Hà kết màn cũng vô cùng ấn tượng. Đứng cạnh tôi lúc này là hai nhà thiết kế rất là quan trọng, người đã tham gia trong ngày mở màn và người kết màn ngày hôm nay. Tôi tin anh Đức Hùng và Vũ Việt Hà lúc này cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Xin mời anh Đức Hùng. Vâng, tôi rất là vinh dự và cảm động khi mà Trang Lê cho tôi được cái vinh hạnh này. Chắc tôi chỉ nói một điều, điều đó tôi tin rằng mọi người cũng sẽ giống tôi. Với tôi, Việt Nam chúng mình có vô cùng các di sản văn hóa phong phú và đa dạng. Chúng ta, những thành viên trong ngôi nhà Aquafina Việt Nam International Fashion Week là những đứa con của Việt Nam, những người con yêu của Việt Nam. Chúng ta hãy đưa di sản văn hóa Việt Nam chạm vào trái tim của thế giới. Bởi vì có một câu nói tôi rất thích: tận cùng của dân tộc sẽ chạm vào tận cùng của thế giới. Cảm ơn anh. Và Vũ Việt Hà, ngày hôm nay bạn cũng làm cho tôi rất bất ngờ với bộ sưu tập của mình. Tôi biết rằng những ngày qua bạn cũng đã có rất nhiều những giọt mồ hôi và cả những đêm không ngủ. Cảm ơn Vũ Việt Hà đã mang đến một cái kết không thể tuyệt vời hơn cho Taste of Heritage của Aquafina Việt Nam International Fashion Week ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc bạn có thể chia sẻ điều gì thay mặt các nhà thiết kế ngày hôm nay. Lần đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh, các chị, tất cả các bạn đã tới để dự buổi. Tôi nghĩ đây là một buổi tiệc. Vì buổi tiệc này chúng ta quá no nê. No nê không chỉ trên quần áo mà no nê bằng văn hóa. Và với cá nhân tôi thì tôi có một lời hứa với cả chị Trang Lê, đó là chị cứ tin ở em sẽ làm hết khả năng của mình. Và không chỉ lần này đâu, mà tôi nghĩ là tôi sẽ còn đi với chị Trang Lê dài. Và cái lời hứa này tôi nghĩ tôi sẽ bằng thể hiện bằng sản phẩm, bằng bộ sưu tập. Cảm ơn mọi người. Giờ phút này tôi muốn gửi lời biết ơn đầu tiên đến nhãn hàng nước uống tinh khiết Aquafina, đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt nhiều mùa qua. Nếu không có Aquafina, chúng ta đã không thể có được những tuần lễ thời trang ngày một phát triển và thịnh vượng như bây giờ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những đối tác vô cùng quan trọng: Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam, Trung tâm Nội thất Phố Sinh, đặc biệt nhãn hàng hoa S Florist
lần này đã mang đến cho chúng tôi những bó hoa sen vô cùng đẹp, rất ý nghĩa, rất Taste of Heritage. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan truyền thông báo chí trong suốt những ngày qua đã dành rất nhiều tâm huyết đến đây để đưa tin về chương trình mỗi ngày. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người mẫu Việt Nam và quốc tế. Các bạn cũng đã làm việc rất vất vả trong những ngày qua. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị khán giả, những người yêu mến thời trang của thủ đô Hà Nội đã đến cùng với chúng tôi tràn ngập khán phòng, kể cả những khung giờ đã rất muộn. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế. Họ là những người đã mang lại linh hồn cho tuần lễ này. Họ là những người mà những ngày qua đã dồn hết tâm sức của mình, hết sự sáng tạo của mình để cùng với chúng tôi mong muốn mang đến Aquafina Việt Nam International Fashion Week với chủ đề Taste of Heritage vô cùng ý nghĩa, vô cùng ấn tượng. Những ngày qua tôi biết họ đã không ngủ. Họ đã dành rất nhiều tâm sức của mình để có thể mang đến Aquafina Việt Nam International Fashion Week thành công như ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế. Không có họ, chúng ta cũng không thể có một tuần lễ thời trang thành công như thế này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn rất sâu sắc đến ekip của Manti Media và toàn bộ những con người tuyệt vời đang đứng cạnh tôi lúc này. Vâng, không có họ, chúng ta cũng không thể có một tuần lễ thời trang thành công như hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến ủng hộ chúng tôi, không chỉ tại khán phòng mà tất cả những khán giả đã theo dõi ủng hộ chương trình Aquafina Việt Nam International Fashion Week Thu Đông trong suốt những ngày qua tại khắp Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi ngày chúng tôi đã nhận được rất nhiều những phản hồi vô cùng tích cực của tất cả khán giả yêu thời trang tại Việt Nam trên khắp thế giới. Và điều quan trọng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn bè quốc tế ngày hôm nay cũng đã vượt một chặng hành trình rất dài đến đây cùng với chúng tôi để cùng với chúng tôi thăng hoa trong Aquafina Việt Nam International Fashion Week ngày hôm nay. Và tôi muốn gửi lời mời một người bạn rất đặc biệt của chúng tôi bay từ một nơi rất xa. David from UK, are you here now? Yes, please come here. David là một người rất quan trọng. Bởi vì sau Aquafina Việt Nam International Fashion Week, David là một buyer rất lớn tại Paris. Và David đã dành thời gian đi gặp và nói chuyện với rất nhiều các nhà thiết kế của Việt Nam. Và sau tuần lễ thời trang này, chúng ta không chỉ có công chí mà chúng ta sẽ còn có rất nhiều những nhà thiết kế của Việt Nam sẽ tiếp tục sải bước tại những tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Đó cũng chính là mong muốn của Aquafina Việt Nam International Fashion Week khi mà chúng tôi mong muốn đưa thời trang Việt Nam ra thế giới và đưa thời trang của thế giới đến với Việt Nam. Và ngày hôm nay, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở những người làm thời trang, mà Aquafina Việt Nam International Fashion Week đã làm một điều lớn lao hơn. Đó chính là chúng tôi là những cây cầu để nối liền những nền văn hóa trên thế giới. Vâng, và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người từ trái tim mình. Không chỉ cảm ơn mà tôi cảm thấy rất là biết ơn tất cả các bạn. Chúng ta đã có một Aquafina Việt Nam International Fashion Week Thu Đông tại thủ đô Hà Nội năm 2022 lần thứ 14 này quá thành công. Chúng ta đều đang rất hạnh phúc, rất thăng hoa. Và giờ là lúc chúng ta nói lời chia tay với Aquafina Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2022 của thủ đô Hà Nội để chúng tôi lại bắt tay chuẩn bị tổ chức Aquafina Việt Nam International Fashion Week mùa xuân hè 2023 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, tôi chính thức tuyên bố bế mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Aquafina Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2022 tại thủ đô Hà Nội.